Hello các bạn. Hôm qua thì mình đi chở vợ con đi vòng vòng. Hôm qua thì mình chở vợ con đi vòng vòng rồi ăn tối rồi uống cà phê tùm lum gì đó. Rồi ăn vặt ra quảng trường tỉnh đi dạo. Sau đó thì mình mới về thì mình mệt quá, mình ngủ sớm. Ngủ sớm thì vợ mình với con mình thì thức khuya nô đùa giỡn ở trong khách sạn. Thì sáng nay thì mấy đứa con giờ giấc này là gần 8 giờ rồi mà nó còn chưa chịu dậy nữa. 8 giờ mà nó còn chưa chịu dậy nữa. Rồi vợ mình thì đang đánh răng rửa mặt trong đó. Mình thì dậy sớm từ lúc 7 giờ rồi, bây giờ 8 giờ rồi. Nên tính rủ cả nhà đi ăn sáng cà phê luôn, nhưng mà giờ con mình đang còn ngủ. Nên thôi mình đi trước. Mình đi ra ngoài đây dạo thành phố Đà Lạt chút xíu ha. Dạo thành phố Đà Lạt chút xíu rồi mình uống cà phê ăn sáng. Lúc mà lên đây cũng ớn các bạn. Lúc mà là từ dốc mình đang chui lên á, tại mình chạy là chạy xe số sàn. Lúc mà lên á, mình lên mà là từ từ á, mình nhả chân từ từ á, chân cồn từ từ lên á thì lại mất chớn. Mà thả cái ào sợ mình lao lên nhanh quá gặp xe kia, tại đường nó dốc mà. Đường trong hẻm nó dốc cực kỳ luôn. Nên á, nếu mà những người mà chạy xe số sàn không quen mà đi vô trong những cái khu của địa phận những cái đường hẻm ở Đà Lạt á, chết máy liên tục. Những người mà chạy số tay số hai sàn không quen á. Đây là thành phố Đà Lạt ha. Sáng ngày mùng 7 tháng 7 2022, con đường này là con đường Khe Xanh. Nếu mà đi ngược lại đấy, các bạn thấy du khách họ đi bộ rất là đông ha. Thì nếu mà mình quay ngược lại á thì mình sẽ đi ra tới thác, xuống thác Friend ha. Mình mà đi ngược lại là xuống thác Friend cũng là đi về ra khỏi thành phố Đà Lạt luôn. Còn bây giờ cái hướng mình đang đi như thế này là cái hướng đang vào trong trung tâm Đà Lạt. Đấy, các bạn thấy những cái xe khách họ đậu rất là nhiều. Đây là xe của du khách hả. Một buổi sáng trong lành dậy sớm đi dạo thành phố Đà Lạt để lấy một cái không khí tươi mới ha. Đáng lý là mình sẽ ở thêm một ngày nữa, nhưng mà mình lại có công việc đột xuất, có cuộc họp của đối tác trong công việc làm ăn của mình. Cuối cùng mình phải quay về, có nghĩa là đến trưa nay là mình phải trả phòng rồi đấy. Thì ở đây á, ở Đà Lạt đó thì mình được cái là cái không khí trong lành, cái khói bụi nó sẽ hạn chế hơn. Mặc dù là mình thấy là xe cộ cũng là nhiều chứ không ít, nhưng mà nếu mà mình đi ra vùng xa, vùng ven của thành phố Đà Lạt á, thì cái không khí nó rất là trong lành. Nó khác với những cái nơi mà đông đúc khói bụi như là Đồng Nai, Bình Dương, Hồ Chí Minh hay là những cái nơi thị thành khác đó. Nên nếu mà ai có thời gian điều kiện thì họ thường là họ về họ mua những cái đất vùng ven của thành phố Đà Lạt để họ lấy cái không khí. Họ có thể họ xây một cái căn nhà nhỏ thôi, rồi đến cuối tuần họ về thành phố Đà Lạt họ nghỉ dưỡng đó. Đó là lý do mà tại sao các bạn thấy là cái đất ở thành phố Đà Lạt nó đắt lắm. Mặc dù cái đất đó nó không có tạo ra một cái giá trị, tại vì khi người ta thường mua đất để người ta đầu tư làm gì thì người ta phải nghĩ miếng đất đó nó phải sinh lợi cho mình. Nó sinh lợi có hai kiểu. Một là mình đầu tư, mình phát triển về kinh doanh. Hai là mình đầu tư để mình làm dịch vụ về nghỉ dưỡng chẳng hạn. Nhưng có những miếng đất nó không có phù hợp cho hai cái kiểu đó luôn, nhưng nó cũng không hề rẻ. Bởi vì sao? Bởi vì đó là cái nhu cầu nằm ở cái phân khúc mà những người họ nhiều tiền, họ không quan tâm để kinh doanh, mà họ chỉ để là họ phục vụ cho cái cá nhân của họ thôi. Đấy, đây là con đường, mình quên tên đường luôn,
Nói chung là mình đi nhiều lắm nhưng mà nhiều khi nhắc cái tên đường cái mình không không để ý. Này đường Trần Hưng Đạo. Nhắc tên đường cái mình không có để ý tên đường. Cái bên tay phải là tập trung những cái khu trung tâm hành chính của thành phố Đà Lạt. Đó, nguyên bên tay phải mình là nguyên cái cụm này là trung tâm hành chính của thành phố Đà Lạt. Đấy, quán này cà phê đẹp, đường rất là đẹp, các bạn thấy không? Khu resort này nọ hai bên này rất là đẹp. Cái con đường này rất là rộng, đường này để là để mình coi đường nó tên gì. Đúng rồi, đường Trần Hưng Đạo các bạn, đường trường Trần Hưng Đạo. Thì những cái cây thông này thì thực ra là nó cũng bị người ta chặt bớt rồi các bạn. Nếu mà khoảng tầm 15 20 năm trước á, nếu mà ai mà đến Đà Lạt á, thông rất là nhiều. Nhưng mà giờ thông không còn nhiều nữa. Không còn nhiều nữa. Đấy, xe khách quá trời luôn ha. Mình đang tiến theo cái hướng này là mình ra vào trung tâm của thành phố Đà Lạt đó các bạn. Là mình đi vào Hồ Xuân Hương. Rồi mình đi đi về vào quảng trường tỉnh hay là quảng trường Lâm Viên đấy. Dạo quanh chợ Đà Lạt. Tại vì đáng lý là đủ vợ con mình đi luôn. Ăn sáng này nọ luôn, rất là phê luôn. Nhưng mà cuối cùng là vợ mình thì phải đợi mấy đứa. Bây giờ mấy đứa con đang ngủ. Nó ngủ tối qua ai biểu nó giỡn quá. Hôm qua đến lúc mà mình đi dạo phố uống cà phê xong về tới nhà là cũng khoảng tầm 10 giờ mình đi ngủ rồi. Mà tụi nó chắc giỡn tới 12 giờ tụi nó mới đi ngủ. Rồi phía trước mình là bắt đầu bước vào trong trung tâm của thành phố rồi đó. Đông lắm các bạn. Đa số là họ tập trung chơi ban đêm á. Ban đêm nha. Nếu mà người ta đến Đà Lạt thì mình thấy là thường ban đêm người ta tập trung quanh Hồ Xuân Hương là nhiều nè. Tập trung quanh quảng trường tỉnh là nhiều nè. Đó. Tập trung gần ngay xung quanh chợ Đà Lạt là nhiều nè. Đó. Nhưng mà ban ngày á thì lại không còn đông những cái chỗ này. Ban ngày họ lại tản ra nha. Ban ngày họ bắt đầu họ tản ra những cái khu khác. Những cái đi chơi thác. À, đi chơi thiền viện Thước Lâm, đi hồ Tuyền Lâm, rồi đi ngắm cảnh, nói chung là rất là nhiều. À, ban ngày thì họ lại tản ra vùng ven, đường hầm đất sét hay là nói chung là tản ra rất là nhiều cái nơi để đi chơi. À, nhưng mà ban đêm thì họ lại dồn vào trong trung tâm của thành phố Đà Lạt. À. Hai bên này thì dạo dọc quán cà phê rất là nhiều ha. Bây giờ mình sẽ dạo một quanh một vòng Hồ Xuân Hương ban ngày để cho bạn xem. Tại vì hôm qua mình đi ban đêm đông lắm. Nếu mà mình dạo quanh Hồ Xuân Hương mà ban đêm á thì nói chung là nhìn toàn thấy xe với cậu không à. Dọc dọc hai cái bên tuyến đường lớn này á thì mình không có không nên thuê. Nếu mà mình đã đi thuê khách sạn, đi du lịch tự túc bằng xe như mình rồi, ô tô cá nhân á, thì không nên ở những khách sạn tập trung gần trung tâm thành phố của Đà Lạt. Bởi vì là nó rất là khó khi có cái chỗ đỗ xe. Đó, bất tiện lắm. Mình có ô tô mình cứ ra vùng ven, giống hồi nãy mình ra vùng ven nãy cách thành phố Đà Lạt nãy mình đi có tầm 5 cây số chứ nhiều đâu. Rồi bây giờ là cái này là ngay vòng xoay bắt đầu bước vào trung tâm thành phố Đà Lạt ha. Bên tay phải của mình chính là Hồ Xuân Hương nha các bạn. Mình sẽ đi cặp theo cái Hồ Xuân Hương để cho các bạn xem ha. Đấy, để mình quay góc một chút xíu cho nó quay qua cái Hồ Xuân Hương. Đó, cho bạn xem. Thì bên tay phải, bên hướng tay phải của cái cam góc mình đang quay đó là chính là Hồ Xuân Hương nha các bạn. Đó, Hồ Xuân Hương đó. Giờ mình sẽ quay cho các bạn xem thành phố Đà Lạt ha. Thì thực ra thành phố Đà Lạt nó chỉ có cái Hồ Xuân Hương này là cái điểm nhấn thôi. Một là chợ Đà Lạt, hai là cái Hồ Xuân Hương này thôi là cái điểm nhấn, ba là thêm một cái gọi là nhà thờ chánh tọa, tức là nhà thờ Đà Lạt đó, giáo xứ Đà Lạt, thành phố Đà Lạt nè. Đó, rất là đẹp, để tí mà mình cũng ra đó cho bạn xem. Đây mình sẽ vòng hết một cái Hồ Xuân Hương để mình xem cái Hồ Xuân Hương này nó rộng bao nhiêu nha, mình đi bao nhiêu nha. Bây giờ mình canh bây giờ là 8 giờ 5 phút nha.
Mình sẽ đi một vòng, mình quay lại từ chỗ này để mình xem cái hồ này rộng bao nhiêu nhá. Bạn để ý cái hồ là hồ bên tay phải. Đây, hồ bên tay phải nè. Mình sẽ cặp từ 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 theo cái hồ bên tay phải ha. Đấy, cái hồ bên tay phải. Du khách đông ghê luôn các bạn. Mặc dù hôm nay á, không phải là mới thứ sáu thôi ha, thứ năm chứ chưa phải, đợi mình sẽ quay lại cái hôm nay mới là thứ năm thôi các bạn à, mà rất là đông nha. Đó, cái hồ là bên tay phải đó các bạn ha. À, mình sẽ đi dọc theo cái bờ hồ nha các bạn xem nha. Đó, mình sẽ đi dọc từ cho các bạn xem cái hồ Xuân Hương đó. Thì cái hồ này á, mình nói hình như là nó cũng có nước ra nước vô chứ không phải hồ tù đâu. Đó, dọc cái hồ bên tay phải nha bạn. Để mình bây giờ mình sẽ đi dọc xung quanh cái hồ. Hồi nay là 8:05, mình đi coi hết cái hồ này mình đi hết bao nhiêu phút nha. Rộng lắm đấy, du khách họ cứ đi bộ dọc hai bên hồ này. Còn mình coi cái nhiệt độ cập nhật, cái nhiệt độ bây giờ bao nhiêu ta. Ở đây thì có cái dịch vụ là đạp vịt nè. Đó, dịch vụ đạp vịt rồi cưỡi ngựa. Mình coi nhiệt độ bây giờ nhiêu đây. Nhiệt độ bây giờ 21 độ các bạn. 21 độ có nghĩa là nó mát mẻ thôi chứ nó không có lạnh nha các bạn. 21 độ. Đó, ngựa kìa. Thì hai mươi một độ thì nó là nhiệt độ là mát mẻ thôi. Nếu mà lạnh lắm thì nó cũng xuống khoảng tầm 10 đến 11, 12 độ các bạn, tức là vào những cái dịp mà gần Noel tháng 12 á, trở đi á, tháng 12 đến tháng 1, tháng 2 á, là cái giấc đó rất là lạnh thì nó cũng xuống tới 11 độ thôi đó. Còn bây giờ thì nó không có lạnh nữa, mát mẻ thôi. Đấy, cái hồ bên tay phải đó. Thì hiện tại thì mình tắt máy lạnh các bạn. Mình không dùng máy lạnh, xe. Đấy, xe ngựa nè các bạn. Cái lạnh ở Đà Lạt đó, nó mát hơn so với Sapa nha. Sapa vào những cái mùa xuân mình chưa biết, mình chưa đi. Nhưng mà mùa đông của Sapa mình đi rồi, ù chà, nó lạnh kinh khủng luôn. Nó không từ 0 cho đến 4 độ C. 0 đến 4 độ C. Mà nếu lên đỉnh Lang Biang nó xuống tới 0 độ C luôn các bạn. Xuống có từ âm 1 đến 0 độ C luôn, có năm có tuyết luôn, Sapa. Nhưng mà mình lại thích cái cảm giác đó. Đó. Thì nhiều khi họ biểu lên Đà Lạt làm gì? Thực ra mà đi để đi chơi, để chụp hình check-in hay này nọ thì như cái lứa tuổi của mình nó già rồi, nó không còn hợp nữa. Ví dụ như những cái tuổi mà thanh niên yêu nhau, cặp kiếp này nọ lên trên đây nó đi chơi á thì nó rất là vui, nhưng mà giống như mình á thì không còn cái kiểu cảm giác như tụi nó đó. Tối ra chợ Đà Lạt ngồi quay quần bên cái lò nướng của cái bà bán hàng rong, mình ăn cái củ khoai nướng, uống ly sữa đậu nành nóng, hay là ăn cái bánh trắng nướng, thì thực ra như mình nó không còn cái gu đó nữa, tại vì mình lớn tuổi rồi. Nhưng mà vợ mình với con mình thì thích hả, thì mình phải chiều thôi. Mỗi lần lên Đà Lạt thì ok, cũng chở vợ con ra quảng trường tỉnh rồi quăng xuống. Vợ con thích đi đâu lang bang, mình thì tìm cái quán cà phê nào đó, mình ngồi uống cà phê, nhâm nhi cà phê thôi. Rồi chừng nào mà vợ mình muốn đi đâu tiếp, alo quay lại rước. Đó, như vậy đó. Đấy, các bạn thấy cái hồ rộng không? Hồi nãy là 8:05 nha. 8:05 để mình đi lại hết tới đoạn đó, mình xem mình đi hết một cái hồ này bao nhiêu phút nha các bạn. Mình vẫn đi cặp theo cái hồ bên tay phải á. Đấy. Du khách rất là đông, thứ bảy đông lắm. Bây giờ nha các bạn, bây giờ là người ta đã tản ra bớt vùng ven để người ta chơi rồi nha. Tối bắt đầu họ mới tập trung vào. Bên tay trái của mình là vườn hoa thành phố Đà Lạt. Nói chung là ở Đà Lạt mình đi hết luôn rồi đó. Không có cái gì mà mình chưa đi, chơi các trò chơi hay cái gì mình đi hết luôn rồi. Nhưng mà bây giờ đến mình đi cách đây cũng 3-4 năm về trước mình đi hết rồi, nhưng mà giờ thì mình không thích. Đó là mình chỉ lên chỉ đi dạo một vòng hồ vậy đó. Ngó nghiêng
còn muốn chơi nữa, đi ra vùng ven vùng xa nữa, cắm trại, nướng gà thì cái đó mới ngon á, mới thích á. Cái đó thì phải có rủ bạn bè mà đông đông chút, đi theo nhóm á, nhà thằng nào có rẫy có vườn đó các bạn, đi ra vùng xa của vùng ven của thành phố á. Mình thì mình có xe riêng, mình đi mình chủ động hơn các bạn, mình chủ động. Ồ anh này hồ sao hồ hồ trong vắt luôn, nước trong vắt luôn. Mình đi hết, tại giờ mình đi tốc độ trung bình khoảng 40 đến 50 km/h nha, mình đi tốc độ 40 đến 50 km/h mà mình đi nãy giờ chưa hết cái hồ đó, cái hồ vẫn bên tay phải đó, mình chạy vòng 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 xung quanh hồ. Đẹp không vậy? Ủa cái đi sáng sớm á, sáng sớm nếu mà đi chơi là đẹp nhất là khoảng tầm 5 giờ cho đến 7-8 giờ sáng ha, là chạy một vòng. Tối, tối chiều khoảng 5 giờ chiều cho đến 6 giờ chiều là cái giấc đó rất là đẹp nha các bạn. Rất là đẹp. Hoặc là về khuya luôn. Về khuya bắt đầu người ta ngủ hết. Người ta ngủ hết rồi bắt đầu vắng vắng bớt rồi mình mới đi dạo thành phố Đà Lạt. Nó mới đẹp, nó đơn giản thôi, nó cũng không có cái gì mà gọi là hồi xưa người ta trồng hoa nhiều lắm mà giờ hết rồi. Giờ muốn hoa là phải vô vườn hoa, mà vô vườn hoa là phải bỏ cái tiền dịch vụ ha. Còn hồi xưa khi mà bạn bước vào thành phố Đà Lạt là người ta trồng bông trồng hoa rất là nhiều, hoặc là mình đi những cái nơi công cộng người ta cũng trồng bông trồng hoa rất là nhiều. Nhưng mà giờ thì mình thấy là hết rồi, họ không trồng nhiều nữa. Giờ muốn hoa thì phải vô những cái khu du lịch thì người ta trồng. Nhưng mà mình nói các bạn biết sự thật là như thế này nè. Những khi bạn đi chơi á, những cái khu mà có hoa nhiều á, các bạn đừng có đụng tay vô những cái bông hoa đó nha. Những cái bông hoa đó rất là người ta dùng thuốc kích thích đó các bạn. Tại vì các bạn thấy không, nó dùng kích thích để mau phát triển, bao nở hoa liên tục. Mà mình mà đụng vào mình độc hại lắm á, hỡi ngựa ngợi á, nhiều người á khi mà người ta mới xịt thuốc xong bắt đầu á, cả đám á, nhảy vào chụp hình check in sát với cái vườn hoa các bạn, độc lắm á nha. Chứ không phải là các bạn nghĩ là hoa nó trồng mà nó phát triển tự nhiên nó ra bông đẹp nhiều như vậy đâu, không phải đâu. Ở đây họ trồng hoa rất nhiều, nhưng mà đây là hoa này những cái khu công viên chung như vậy, không bấy không ai đụng tới nha. Nhưng mà tới những cái khu du lịch riêng của những cái người của những cái đơn vị kinh doanh nào đó có hoa đẹp, bạn mà sờ vào những bông hoa đó độc lắm á, chứ không phải phải hay lấy ấy đâu. Đó, đây là quảng trường tỉnh nha các bạn, quảng trường Đà Lạt. Thì bên trái của mình á thì nó là quảng trường Lâm Viên ha. Đấy. Bên trái đây là quảng trường Lâm Viên. Cũng là Big C, siêu thị Big C hồi xưa đó. Đó. Còn mình quay về phía trước này. Đó, bên phải thì vẫn là hồ. Hồi nãy mình đi là 8 giờ 5 phút nha. Bây giờ mình đến lại cái điểm đó là mình bao nhiêu phút? Giờ đang đói. Mà mấy đứa ngủ, mấy đứa nhỏ thì chưa chịu dậy. Chẳng lẽ mình đi ăn, anh chị mình đi ăn trước à? Rồi mình sẽ đi tới cái tới rồi, sắp tới cái điểm của mình rồi. Sắp tới cái điểm hồi nãy mình xuất phát để mình coi mình đi hết bao nhiêu lâu xung quanh cái hồ. Cái hồ đó vẫn bên tay phải nha các bạn, mình vẫn đang cặp theo cái hồ bên tay phải. Hồi nãy mình quên canh cái đồng hồ công tơ mét. Nãy mình dở ghê, mình quên canh chứ mình mà canh đồng hồ công tơ mét thì cho nè. Cái đạp vịt hồ như vậy nè các bạn, ở bên dưới người ta hay có cái dịch vụ đạp vịt hồ dưới hồ nè. Thì nhìn vậy thôi nhưng mà đạp mệt lắm, chứ không có sung sướng gì đâu. Tại cái bàn trên vịt nó kiểu như nó nặng lắm. Thấy thích vậy thôi, rồi thuê mấy cái xe đạp đôi á, nhìn thích vậy thôi chứ đạp nặng lắm. Tại vì cái xe của nó giống như là nó chủ yếu nó cho thuê, nó không có bảo dưỡng chăm sóc xe các bạn.
không có bảo dưỡng chăm sóc xe á, đạp xe đạp á. Rồi ok, hồi nãy mình xuất phát từ chỗ này nhá. Nãy mình xuất phát là 8:05. Bây giờ là đúng 8:15, có nghĩa là mình vòng hết cái hồ này là hết 10 phút nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ chỉ cho bạn xem cái chợ Đà Lạt nè. Đây là cái phòng xoay của chợ Đà Lạt. Thì chợ Đà Lạt ban đêm nó sẽ cấm xe ô tô nha các bạn. Rồi mình phía trước mình là chợ Đà Lạt luôn nè. Thì như mình á, thì mình đến ở cái thành phố Đà Lạt này nhiều rồi. Tại vì thực sự ra hồi xưa mình có làm việc ở đây. Hồi xưa là mình có sống làm việc ở cái thành phố Đà Lạt này. Nên á, ví dụ như du khách đến đây không biết cái chỗ mà đổ xe ô tô mà không mất phí, họ cứ loanh quanh luẩn quẩn vòng vòng hoài. Nhưng mà mình vẫn biết, mình vẫn biết đổ chỗ nào vẫn có chỗ đổ riêng, mà ai đi nhiều người ta mới biết. Đó. Đây phía trước là thành phố Đà Lạt nha, đây là chợ đêm nha, hai bên đêm buổi tối cái chỗ này chợ nó đông đông mà đi mà mệt luôn các bạn. Nói chung phù hợp cho tuổi trẻ check in. Thì nếu mà người ta đi du lịch mà người ta đi theo kiểu mà người ta đi theo bằng thuê xe này nọ họ đi á, thì thường là họ hay tới những cái họ thường hay tới những cái nơi mà khách sạn gần trung tâm chợ Đà Lạt này nè, chợ Đà Lạt này nè, để tối họ đi bộ ra chỗ gần. Nhưng mà như mình á, thì mình lại có ô tô thì mình không có ngu dại gì mà ở trong đây nó sẽ không sạch sẽ bằng bên ngoài. Mình nói thẳng là những cái khách sạn nhà nghỉ nào mà nó cần gặp tập càng xô bồ thì nó không thể sạch sẽ và nó không thể phục vụ tốt được đó. Thì mình nghĩa là mình ở vùng ven rồi, bắt đầu mình có muốn chơi tối vào trong này mình chơi, mình chở vợ tới rồi cho vợ đi chơi vòng vòng đó. Rồi đây nè, đây là cái chợ Đà Lạt đó các bạn. Ai muốn vô đây thì mua mấy cái đặc sản gì về làm quê này quà gì đó thì mình vô trong khu này, này chợ. Hồi xưa mà lúc trước mà mình cũng hay đi theo tour theo đoàn của mấy công ty lữ hành á, thì họ cũng thả mình xuống mấy cái nhà nghỉ khách sạn gần đây nè, giống như họ có theo cái lịch trình book khách sạn riêng của họ đó. Rồi tối rồi mình đi bộ ra nè, thì để sau đó đến điểm trước thì họ hẹn mình ra trước mình đó. Đây là vòng cái chợ đó. Ở đây thì mình khuyên các bạn đừng có mua của mấy cái người mà bán hàng rong các bạn, mình khuyên thật sự như vậy. Thứ nhất á, mấy cái hàng rong của họ bán á, nó không có an toàn vệ sinh thực phẩm. Ví dụ như họ bán dâu tây này nọ, họ làm cái mấy cái dâu tây này nọ á, trái cây này nó không có an toàn phẩm. Đó là những cái loại trái cây mà nó bị hàng giạt ra, mà mình lại mua là mình ăn vô đau bụng chết luôn đó. Ngay vừa rồi vị chị dâu mình cũng vậy, không biết mua vào về ăn đau bụng cả nhà luôn. Nên á, mình cứ có cái cửa hàng shop nào đàng hoàng thì mình mua. Còn mấy cái người mà bán hàng rong đó là không nên mua các bạn. Thế tùy mỗi người có suy nghĩ, nhưng mà mình thì khuyên đó, bán dâu tây hay dâu gì cũng vậy. Rồi á, đến Đà Lạt đây cũng vậy. Muốn ăn dâu ngon thì đừng có mua trực tiếp tại Đà Lạt. Tại Đà Lạt dâu tây không có ngon nha các bạn. Dâu tây ngon họ đóng gói đóng hộp ta mang xuống Sài Gòn, ta vào siêu thị người ta bán. Còn những cái dâu mà giạt chủ yếu là đánh cho những mấy khách du lịch chứ các bạn. Giống như đây khách đi du lịch mà tới á, rồi xong cái chợ Đà Lạt rồi đó. Giờ mình sẽ đi ra cái nhà thờ nổi tiếng của Đà Lạt ha các bạn ha. Các bạn xem. Đông rồi, bắt đầu đông rồi các bạn. Bắt đầu đông rồi đó. Hồi nãy thì còn vắng chút, bây giờ bắt đầu đông rồi. Rồi giờ mình đi đến nhà thờ cho các bạn xem. Đông rồi đó. Giờ là bắt đầu du khách đến đông rồi. Ghê không? Hồi nãy mình đi còn vắng chút. Đi còn vắng chút, giờ đông rồi. Rồi thôi, dạo một vòng như thế các bạn biết thành phố Đà Lạt rồi ha. Bây giờ chắc mình phải về để mình rước vợ con đi ăn đã. Rước vợ con đi ăn. Đi ăn đã rồi uống cà phê. Rồi mình có quay thêm gì thì mình quay. Đông rồi các bạn ha. Đó.
Hồi nãy thì mình đi sớm một chút thì vắng vắng, giờ bắt đầu đông rồi. Giờ đi ăn sáng rồi. Mát rồi, không khí mát, mở hết cửa ra lấy cái không khí nó mát. Đẹp ha các bạn ha. Đẹp ghê luôn. Nhà thờ là đi qua bên hướng bên này nè. Nhưng mà mình chắc để mình về đi. Mình đói rồi. Mình đi kiếm cái gì biển ăn đã. Đà Lạt Palan. That hotel. Kiếm gì ăn đây, đói rồi các bạn. Để mình gọi điện coi cho mấy coi vợ mình con dậy chưa để mình về trước đi ăn. Con nó dậy chưa em? Chưa hả? Anh đói quá thôi, chắc anh kiếm gì anh ăn trước đây. Ừ. Mấy đứa nhỏ nhà mình nó còn chưa dậy các bạn. Nó chưa dậy nữa, thôi chắc mình kiếm gì mình ăn trước đi. À, bố này chạy xe gì mà bóp còi như điên. Chạy cứ từ từ thôi. Ồ, nhìn già rồi mà tướng hùng hổ ghê chứ. 49C 27455. Kỳ kỳ ngộ ghê, sao nó bực bội ghê, mới sáng sớm gì văn hóa gì mà cái bóp còi rồi. Từ từ người ta đi thôi. Văn hóa gì kỳ vậy, từ từ, có gì đâu vội vàng, không gấp, sống không gì. Đà Lạt sống chậm nhưng mà sao chậm. Mà khổ ghê. Cái gì đây ông nội. Mát, không khí trong lành. Mình không biết là có không khí trong lành hay không mà cái cổ có cảm giác nó hơi rá rá rồi đó. Kéo lên bớt cho đỡ ồn. Em bớt cho đồ ồn. Quán ăn quán uống nhiều lắm ạ. Ở đây quán ăn uống nhiều lắm. Tìm quán nào mình ăn đây. Bánh canh cá không ăn, mình không quen. Coi cái cơm hay phở hay bún gì mình ăn cho dễ ăn. Đường này là đường Trần Hưng Đạo nha các bạn. Cái trục đường Trần Hưng Đạo nó rộng rãi, chạy thích. Rồi nếu mà ai muốn đi vào cái cung đấy, cho con lên cửa sổ trời rất là nguy hiểm. Mấy gia đình mà giống như có con nhỏ các bạn, cũng như là trên này có cái cửa sổ trời của xe đó, họ để con đứng chô đầu lên đó, cái đó không có tốt đâu con, nguy hiểm lắm các. Nhiều khi những cái vật gì rơi nó trúng mắt trúng mũi con mình. Rồi hôm qua mà nguy hiểm, có đứa mà giống như họ để hạ cửa xuống rồi chui cái đầu con, chui cái đầu ra ngoài á, nhiều khi mất đầu như chơi các bạn. Hai cái xe mà nó sát nhau các bạn, cái gương á nó tán vào cái đầu con của mình, xe của gương của người ta tán vào đầu con mình, mất luôn cái đầu con mình. Do đó cái bậc làm cha làm mẹ á,
mình không nên chủ quan như vậy. Cửa sổ trời ngóc đầu ra là hai cái rất là nguy hiểm. Thương con mình khác với chiều con mình, chiều con mình là hại con mình á. Con nít nó không biết thì đã đành, mà người lớn mà bên này có Vinmark mới xây dựng nè. Vinmark mới mở. Chưa mở ha, đang xây dựng. Rồi giờ mình sẽ đi tìm mấy quán nào mình ăn. Ở khu này đã dọc đường này thì nó có mấy cái gọi là bàn xoay kỳ lạ. Bàn xoay kỳ lạ này nọ. Dọc dọc đây kiếm gì ăn các bạn. Có bàn xoay kỳ lạ là bàn đá đó. Giống người ta nói là đặt tay vào, mình chưa thử bao giờ luôn. Tay mình chưa thử bao giờ nên mình cũng không biết đúng sai. Đèo Mimosa, đường dốc quanh co dài 1 cây số, lái xe cẩn thận. Bún riêu giò xương mọc. Rồi để mình coi coi mình... Ok, ăn đây đi. Hoặc là lên trên đây uống cà phê đi. Mình lên chỗ này mình uống cà phê đây các bạn. Chỗ này mình uống cà phê đây. Cái quán này cũng được. Quán này lớn lắm. Trên đây có quán. Đây là đang xuống đèo Mimosa các bạn. Đường là đường xuống đèo Mimosa các bạn. Bánh mì, xôi, mặn. Kiếm cái quán nào. Quán nào mình vô mình ăn đây. Đây không biết có ăn không ta. Quán này không biết có nó có ăn uống không. Nhà hàng coffee. Ở đây rồi. Đây cái quán kia, quán trên này nè. Đó, quán trên này nè. Okay. Uống cà phê rồi ăn thì không biết có ăn không mới đâu. Rồi để mình xuống thử coi.